Và đây là một số hình ảnh và video về phẫu thuật nội soi bóc hồ sơ tử cung tại Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Xin chào tất cả các bạn, tôi là bác sĩ Hồ đến từ Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một câu hỏi là u sơ tử cung có thể phẫu thuật nội soi được không? U sơ tử cung là một bệnh lý rất thường gặp ở chị em phụ nữ. Tùy theo kích thước khối u mà bệnh lý được theo dõi hoặc được phẫu thuật theo các điều kiện khác nhau. Phẫu thuật, chúng ta có hai loại phẫu thuật dành cho u sơ. Thứ nhất là phẫu thuật nội soi, thứ hai là mổ hở. Đối với những trường hợp u quá to thì chúng ta nên mổ hở. Tuy nhiên, có những trường hợp khối u vừa phải, không quá to thì chúng ta vẫn có thể hoàn toàn phẫu thuật được bằng nội soi. Và đây là một số hình ảnh và video về phẫu thuật nội soi bóc u sơ tử cung tại Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Có phải là tất cả các trường hợp u sơ tử cung đều có thể phẫu thuật nội soi được không? Đối với phương pháp phẫu thuật nội soi điều trị u sơ tử cung, người ta thường áp dụng cho những bệnh nhân có nhân sơ tử cung dưới thành mạc hoặc nhân sơ trong cơ tử cung không quá to. Phẫu thuật nội soi đối với điều trị u sơ tử cung có rất nhiều ưu điểm. Ưu điểm thứ nhất là bệnh nhân phục hồi rất nhanh, thứ hai là những tỷ lệ nhiễm trùng và các biến chứng trên phẫu thuật nội soi đối với u sơ tử cung là thấp. Bệnh nhân có thể hoàn toàn đi lại được sau khi mổ nội soi một ngày. Điều đó góp phần làm giảm chi phí và thời gian nằm viện cho bệnh nhân và cũng góp phần cho bệnh nhân sớm quay lại hòa nhập với công việc thường ngày của bệnh nhân. Các bạn nếu có thắc mắc gì thêm thì xin hãy vui lòng liên hệ với bệnh viện hoặc để lại các bình luận bên dưới để các bác sĩ có thể giải đáp. Xin cảm ơn.